ẩm tại Singapore có dễ ăn không? À? Theo Quyền thấy thì đảo quốc sư tử không chỉ thu hút du khách với các công trình kiến trúc nổi tiếng, những tòa nhà cao chọc trời, môi trường sạch, thời tiết trong xanh, cảnh quan tuyệt đẹp, mà còn bởi những khu ẩm thực độc đáo nơi đây. Vậy hương vị các món ăn tại các khu ăn uống ở Singapore như thế nào, có dễ ăn không? Thì sau đây chính là đáp án. Singapore là một quốc gia có sự giao thoa văn hóa nên các món ăn ở đây cũng trở nên phong phú và đa dạng. Chúng ta có thể thưởng thức hương vị đến từ các quốc gia có nền ẩm thực nổi tiếng như là Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, vân vân. Và tại Singapore, những địa điểm ăn uống được phân khu rõ ràng và chúng ta không phải đắn đo nên ăn gì ở Singapore. Chúng ta có thể bắt gặp khu ăn uống ở Singapore tập trung tại những nơi cố định thay vì xuất hiện nhiều trên vỉa hè như tại Việt Nam. Khi đến với đảo quốc sư tử thì chúng ta có thể thưởng thức các món ăn tại khu vực như là khu ăn uống food court hoặc là hawker center, là trung tâm bán hàng rong. Đến với những trung tâm ăn uống hàng rong này, chúng ta có thể tìm thấy vô số hàng quán hấp dẫn và giá cực kỳ rẻ. Hiện nay Singapore có khoảng 100 khu ăn uống hàng rong với quy mô khác nhau nên chúng ta có thể thoải mái lựa chọn và thưởng thức trọn vẹn hương vị các món ăn. Wow. Tùy vào lịch trình tham quan của mình mà chúng ta có thể ghé thưởng thức ẩm thực tại các địa điểm được yêu thích như là trung tâm ẩm thực Maxwell Food Center, trung tâm ẩm thực Golden Mile, khu phố Chinatown, Singapore Food Trail, khu vực Lau Pasat, khu chợ Tiong Bahru, rồi còn có Tekka Center, Newton Food Center, khu phố Katong, khu Andhra Curry. Xong phim, tới công chuyện nữa rồi. Sau khi đi một vòng quay phim rồi quay lại bàn để thưởng thức tô mì chỉ giá 10 đô Singapore thì hỡi ôi đã bị người tình nhỏ chèo hết rồi. Thôi để Quyền đi mua phần khác ăn. Cả nhà có muốn biết là Quyền sẽ ăn món gì không nè?